Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 8 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là một chào bạn trẻ bây giờ kính mời quý vị cùng văn yên và thanh tuyền theo dõi tin tức đức thánh cha nhấn mạnh văn chương giáo dục trái tim và tâm trí mở ra lắng nghe người khác và ti căn đức thánh cha Francisco gửi thư cho các ứng viên linh mục cũng như các nhân viên mục vụ và tất cả các kỳ tô hữu nhấn mạnh giá trị của việc đọc sách như một phần trên con đường trưởng thành cá nhân vì sách mở ra những không gian nội tâm mới, giúp đối diện với cuộc sống và hiểu người khác. Trong thư được viết vào ngày 17 tháng 7 và được công bố vào Chủ nhật ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco khuyến khích một tình yêu đối với việc đọc sách và trên hết là đề xuất một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình chuẩn bị cho các ứng viên linh mục để họ có nhiều không gian hơn cho việc đọc các tác phẩm văn chương, bởi vì văn chương có thể giáo dục trái tim và tâm trí của người mục tử để thực hành lý trí một cách khiêm tốn và tự do và để nhận ra sự đa dạng của các ngôn ngữ con người và do đó mở rộng sự nhạy bén của con người và dẫn đến sự cởi mở tâm linh hơn. Hơn nữa, nhiệm vụ của các tín hữu và đặc biệt là của các linh mục là chạm đến trái tim của con người thời nay để họ có thể cảm động và mở lòng trước lời công bố của Chúa Giêsu và trong tất cả những điều này, sự đóng góp mà văn chương và thơ ca có thể mang lại là vô giá. Đức thanh tra nhấn mạnh đến những tác dụng hữu ích của một cuốn sách hay, có thể là ốc đảo giúp cho chúng ta tránh xa những lựa chọn khác kém bổ ích. Những lúc mệt mỏi, nóng giận, thất vọng, thất bại, và ngay cả khi cầu nguyện không giúp cho chúng ta tìm được sự bình an nội tâm, thì sách có thể giúp cho chúng ta vượt qua những thời điểm khó khăn và tìm được sự thanh thản trong tâm hồn. Đức thanh tra nhận xét, trước khi tiếp xúc thường xuyên với các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, điện thoại di động và các thiết bị khác, thì mọi người thường dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Trong một sản phẩm nghe nhìn, mặc dù hoàn thiện hơn, nhưng thời gian dành cho việc làm phong phú các câu chuyện hoặc khám phá ra ý nghĩa của câu chuyện thường khá hạn chế. Trong khi đọc sách, người đọc năng động hơn nhiều. Tác phẩm văn chương là một bản văn sống động và luôn mang lại kết quả làm cho người đọc được phong phú thêm bởi những gì nhận được từ tác giả. Đức Thánh Cha nhìn nhận mặc dù trong các chuẩn viện đã có những phản ứng tích cực đối với nỗi ám ảnh về màn hình và những tin giả độc hại hời hợt và bạo lực bằng cách dành thời gian chú ý cho văn chương để đọc và thảo luận về những cuốn sách nhưng nhìn chung những người đang ở trong quá trình đào tạo để trở thành thừa tác viên thánh chức không có đủ không gian cho văn chương đôi khi bị coi là một nghệ thuật thứ yếu không nhất thiết nằm trong chương trình đào tạo cho các linh mục tương lai và hành trình chuẩn bị cho thừa tác vụ mục vụ để thánh cha nhấn mạnh, cách tiếp cận này không lành mạnh và có thể dẫn đến sự nghèo nàn nghiêm trọng về trí tuệ và tinh thần của các linh mục tương lai. Đi vào thực tế cuộc sống, Đức Thánh Cha khuyên, ngày nay để đáp ứng cách thỏa đáng cơn khát thiên chúa của nhiều người, để họ không tìm cách thỏa mãn cơn khát bằng những giải pháp xa lạ, hoặc bằng một Chúa Giêsu Kitô không xác phàm. Các tín hữu và linh mục khi loan báo tin mừng phải dấn thân để mọi người có thể gặp một Chúa Giêsu Kitô nhập thể, làm người, làm nên lịch sử. Chúng ta không bao giờ được đánh mất xác phàm của Chúa Giêsu Kitô. Xác phàm đó được tạo nên từ những đam mê, cảm xúc, tình cảm, những thách đố và an ủi, những bàn tay chạm vào và chữa lành, những cái nhìn giải thoát và khích lệ, lòng hiếu khách, sự tha thứ, sự phẫn nộ, lòng can đảm, tóm lại là tình yêu. Vì lý do này, việc chăm chỉ làm quen với văn chương có thể làm cho các linh mục tương lai và tất cả các nhân viên mục vụ trở nên nhạy cảm hơn với nhân tính trọn vẹn của Chúa Kitô, trong đó thiên tính của người được tuôn đổ trọn vẹn. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng nêu rõ những hiệu quả tích cực đối với học giả từ thói quen đọc sách. Đọc sách giúp chúng ta có được vốn từ rộng hơn, phát triển các khía cạnh khác nhau của trí tuệ kích lệ trí tưởng tượng và sáng tạo, để học cách diễn đạt câu chuyện của mình phong phú hơn, cải thiện khả năng tập trung, giảm mức độ suy giảm nhận thức, làm dịu căng thẳng và lo lắng. Nói một cách cụ thể, việc đọc chuẩn bị cho chúng ta hiểu và do đó đối diện với những tình huống khác nhau có thể nảy sinh trong cuộc sống. Khi đọc, chúng ta hòa mình vào các nhân vật, những mối quan tâm, những bi kịch, những nguy hiểm những nỗi sợ hãi của những người cuối cùng đã vượt qua thử thách trong cuộc sống. Và chúng ta có thể đi xa hơn khi định nghĩa văn chương là lắng nghe tiếng nói của ai đó. Ngoài ra, văn chương cần thiết để trải nghiệm cuộc sống một cách hiệu quả. Và nếu cái nhìn của chúng ta về thế giới bị hạn chế trong những bổn phận cá nhân, đôi khi rơi vào chủ nghĩa hiệu quả làm tầm thường hóa sự phân định, làm nghèo đi sự nhạy cảm và giảm thiểu sự phức tạp thì chúng ta cần phải học cách tránh xa những gì tức thời học cách hành động chậm lại suy tư và lắng nghe điều này có thể xảy ra khi chúng ta dừng lại để đọc một cuốn sách đọc sách giúp chúng ta nhìn mọi sự bằng con mắt của người khác phát triển sức mạnh đồng cảm của trí tưởng tượng khám phá ra rằng những gì chúng ta cảm thấy không chỉ là của chúng ta mà còn mang tính phổ quát và do đó ngay cả khi bị bỏ quên chúng ta cũng không cảm thấy cô đơn. Đức Thánh Cha tham dự giờ kinh chiều lễ Đức Mẹ xuống tuyết tại đền thờ Đức Bà cả. Vatican, vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 8 tại đền thờ Đức Bà cả ở Roma, Đức Thánh Cha tham dự giờ kinh chiều lễ Đức Mẹ xuống tuyết do Đức Tổng Giám mục Maristos, Phó Giám quản đền thờ chủ sự. Trong bài suy niệm sau phần đọc lời Chúa. Đức Thánh Cha quản diễn hai dấu hiệu liên quan đến buổi cử hành. Phép lạ tuyết rơi giữa mùa hè và bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma. Trước hết, Đức Thánh Cha giải thích về truyền thống tuyết rơi được tái hiện trong lúc hát kinh Magnificat. Tuyết rơi chỉ là văn hóa dân gian hay mang tính giá trị biểu tượng, tùy thuộc vào nhận thức và ý nghĩa của chúng ta gán cho truyền thống này. Thực tế, phép lạ tuyết rơi đã chỉ cho Đức Giáo Hoàng Liberio nơi xây dựng vương cung thánh đường. Tuy nhiên, Việc tái hiện dấu chỉ này trong ngày lễ hôm nay, bên trong đền thờ và trong lúc cử hành phục vụ, mời gọi chúng ta hiểu một cách tượng trưng. Đức Thánh Cha tiếp tục bằng cách trích dẫn sách huấn ca nói về việc Chúa cho tuyết rơi từ trời cao. Vẻ đẹp trắng ngần khiến mắt kinh ngạc, thấy tuyết rơi lòng trí sững sờ. Hai từ kinh ngạc và sững sờ giải thích dấu hiệu của tuyết rơi, hiểu như một biểu tượng của ân sủng, của một thực tế kết hợp giữa vẻ đẹp và tính vô vị lợi ân sủng không thể mua và như thế cũng không thể đoán trước giống như một trận tuyết rơi giữa mùa hè ở Roma. Ân sủng khơi dậy sự kinh ngạc và sững sờ. Về giáo chỉ thứ hai là bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Đức Thánh Cha nói, bức ảnh này quan trọng hơn nhiều vì như viên ngọc quý của đền thánh này. Hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria với Hài Nhi như được mô tả trong thư của Thánh Phaolô ở bài đọc trước đó. Thiên Chúa đã sai con mình tới sinh làm con của một người phụ nữ. Người phụ nữ tràn đầy ân sủng, được thành thai nhưng không nhiễm tội, vô nhiễm như tuyết mới rơi. Thiên Chúa nhìn người phụ nữ này với sự kinh ngạc và sững sờ, và đã chọn làm mẹ cho con của người. Đức Thánh Cha giải thích tiếp về hình ảnh của Hài Nhi trong bức ảnh, cầm sách thánh bằng tay trái, tay phải ban phúc lành. Và người đầu tiên được chúc phúc là mẹ người, được chúc phúc giữa tất cả những người phụ nữ chiếc áo choàng màu tối của mẹ làm cho y phục vàng của con mẹ nổi bật. Chỉ một mình người ngự trị tất cả sự viên mãn của thiên tính và mẹ với khuôn mặt không che phản ánh vinh quang của con mẹ. Theo Đức Thánh Cha, đó là lý do tại sao các tín hữu đến xin mẹ thánh thiên chúa ban phép lành và mẹ là trung gian của ân sủng và chỉ tuôn chảy qua Chúa Giêsu Kitô bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài nói, đặc biệt trong năm thánh sắp tới, nhiều tín hữu hành hương sẽ đến đền thánh này để xin Đức Mẹ ban phép lành. Hôm nay chúng ta quy tụ ở đây như những người đầu tiên xin mẹ cầu bầu cho dân thành Roma và cho toàn thế giới, đặc biệt cho hòa bình. Hòa bình đó chân thật và lâu dài chỉ khi nó tuôn chảy từ những tâm hồn ăn năn và tha thứ, sự bình an đến từ thập giá của Chúa Kitô và từ máu của người mà người lấy từ mẹ Maria và đổ ra để tha tội. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, kinh chiều được tiếp tục và trong lúc hát kinh Magnificat, phép lạ xuống tuyết đã được diễn lại với những cánh hoa hồng, tượng trưng cho tuyết được thả từ trần của nhà thờ xuống. Giáo hội Colombia và Cộng hòa Dominica cầu nguyện cho dân tộc Venezuela Roma đứng trước những khó khăn mà người dân Venezuela đang phải gánh chịu để tỏ tình liên đới với dân tộc này vào Chủ nhật ngày 4 tháng 8, Hai hội đồng giáo mục Colombia và Cộng hòa Dominica đã tổ chức ngày cầu nguyện cho họ. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dominica cho biết: Được thúc đẩy bởi những mối dây hiệp thông hiệp nhất chúng ta với giáo hội và người dân Venezuela, Giáo hội nước này mong muốn bày tỏ tình liên đới sâu sắc trước hoàn cảnh khó khăn mà quốc gia này đang phải trải qua. Xét đến mối quan hệ lịch sử gắn liền chúng ta, đặc biệt với một dân tộc đã chào đón nhiều người dominica trong đó có vị anh hùng lần lẫy nhất của chúng ta juan pablo duarte chúng tôi muốn bày tỏ sự hỗ trợ chân thành và mong muốn hòa bình hòa hợp trong những thời khắc quan trọng này thông cáo cho biết chúng tôi nhiệt thành kêu gọi hòa bình hòa giải và trên hết đối thoại như một phương tiện thiết yếu để đạt được sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền dân chủ ở venezuela Chúng tôi mong muốn công lý và hạnh phúc sẽ đến với tất cả người dân Venezuela. Vì lý do này, chúng tôi xin một ngày cầu nguyện toàn quốc trong tình liên đới để cầu xin hòa bình và tôn trọng nhân quyền ở Venezuela trong các buổi cử hành thánh thể vào Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 8. Trong khi đó, đứng trước bạo lực nổi lên do xung đột nội bộ ở Colombia và sự bất ổn xung quanh tiến trình bầu cử ở Venezuela, các giám mục Colombia đã kêu gọi một ngày cầu nguyện cho Venezuela và Colombia. Qua một tuyên bố, các ngài yêu cầu tất cả các tín hữu tham gia sáng kiến đức tin và hy vọng này vào Chúa Nhật ngày 4 tháng 8. Để những lời cầu nguyện này giúp củng cố mối liên kết huynh đệ và khuyến khích những nỗ lực, hành động ủng hộ giải pháp cho bối cảnh chính trị, xã hội đáng lo ngại của họ. Trong tuyên bố, các giám mục nhắc lại rằng người colombia và người venezuela được đoàn kết bởi một quá khứ đã gắn kết họ hơn nữa các ngài nhắc lại rằng các giám mục của các khu vực pháp lý nằm ở biên giới của cả hai quốc gia tiếp tục tiến hành các hoạt động nhân đạo có lợi cho người di cư và người dân phải di dời và những người từ các khu vực khác tiếp tục đóng góp một cách dứt khoát vào các tiến trình hòa giải công lý và hòa bình có ít Kitô hữu Iraq di tản ra hải ngoại trở về lại quê hương. Iraq, theo các tổ chức nhân đạo, 10 năm sau khi bị nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS trục xuất, vẫn còn rất ít Kitô tô hữu đã di tản ra hải ngoại trở lại đồng bằng Ninive ở Iraq. Thông tin được trích dẫn từ Đức Tổng giáo Mục Pasawada của Công giáo Nghi lễ Kande ở Erbil, được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ công bố hôm 1 tháng 8 trong báo cáo tại Munich, cho biết Năm 2024, ở Bình Nguyên Ninive có khoảng 13.300 gia đình Kitô tô giáo đăng ký, trong đó 11.000 người vẫn ở trong nước. Trong những năm gần đây, 9.000 gia đình đã dần dần quay trở lại đồng bằng Ninive. Nhưng đối với những Kitô tô hữu đã rời khỏi Iraq, có rất ít hy vọng quay trở lại. Đức cha Quách nói thêm, nhiều người trong số họ đã tìm được nhà mới ở Liban, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây. Các Kitô hữu trẻ đã lập gia đình ở đó và chỉ về Iraq để thăm lại họ hàng. Những người khác lo ngại về một sự leo thang chiến tranh mới ở Iraq do xung đột hiện nay ở thánh địa và Liban. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2014, lực lượng dân quân nhà nước hồi giáo đã tiến về phía các thành phố có đa số Kitô hữu ở đồng bằng Nineveh phía bắc Iraq. Hơn 100.000 Kitô hữu đã phải rời bỏ nhà cửa trong đêm, nhiều người đã bị giết. Mặc dù nhiều người trong số họ đã quay trở lại đồng bằng Nineveh, nhưng tổng số Kitô hữu ở Iraq vẫn tiếp tục giảm. Trong khi năm 2003 có 1,5 triệu người, thì ngày nay chỉ có khoảng 250.000 người. Theo Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, con số này chưa đến một phần dân số Iraq. Tổ chức này đã trợ giúp rất nhiều ở Iraq. Các Kitô hữu đã nhận được sự hỗ trợ to lớn sau vụ trục xuất vào năm 2014, tổ chức xác nhận. Đầu tiên chúng tôi góp phần chào đón những người tị nạn ở khu vực người Kur ở Iraq và sau đó là xây dựng lại những ngôi nhà bị phá hủy ở đồng bằng Nineveh. Kể từ năm 2014, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ hơn 500 dự án ở Iraq với số tiền xấp xỉ 56 triệu euro. Giới trẻ công giáo Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow gặp gỡ chuẩn bị năm thánh Nga từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 tại Kaliningrad, một vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan, Litva và biển Baltic. Khoảng 100 người, hầu hết ở độ tuổi từ 14 đến 30, trong đó có 7 tín hữu của giáo hội chính thống Nga và ba tân tổng, đã tham gia đại hội giới trẻ của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow. Đồng hành cùng họ trong những ngày này, ngoài một số linh mục, còn có đức cha Nikolai Dubinin, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận các tham dự viên đến từ 23 thành phố nằm trong lãnh thổ của Tổng Giáo phận Công giáo, được đón tiếp trong các gia đình hoặc tại các cơ sở chào đón của giáo xứ. Cuộc gặp gỡ có tên Hãy vui mừng trong hy vọng, trích thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 12, như thư Đức Thánh cha Francisco gửi cho giới trẻ trên thế giới, nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 38, được cử hành tại các giáo hội địa phương vào năm 2023. Đại hội ở Kaliningrad diễn ra như giai đoạn trung gian giữa Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 và Năm Thánh 2025. Diễn ra một năm sau Đại hội Giới Trẻ Công giáo Nga tại St. Petersburg và diễn ra trước Năm Thánh Giới Trẻ 2025 cũng về chủ đề hy vọng. Trong chương trình, ngoài thánh lễ hàng ngày, còn có một số cuộc gặp gỡ trong thành phố được tổ chức tại hai giáo sứ công giáo thánh Andamed và thánh gia, cũng như các chuyến đi đến vùng Kaliningrad. Ngày 31 tháng 7, được dành để tìm hiểu lẫn nhau và lịch sử không chỉ tôn giáo của thành phố. Thông qua một cuộc truy tìm kho báu và chuyến thăm nhà thờ gần nơi chôn cất Immanuel Kant. Vào ngày thứ hai, giới trẻ đã được thực hiện một cuộc hành hương nhỏ tới cây thánh giá được dựng lên ở nơi thánh Andamed Giám mục Praha triệu tử đạo năm 997. Sau đó, những người tham gia thảo luận về chủ đề hy vọng thực hiện nhiều hoạt động thể thao nhóm khác nhau và đi đến bãi biển để ngắm cảnh biển Baltic. Ngày thứ ba được dành cho việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để công bố tin mừng. Với hai cuộc hội thảo về chủ đề này và phần trình bày về năm thánh tiếp theo, kết thúc bằng việc chầu thánh thể kèm theo giờ cầu nguyện tai dê bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vào thứ bảy ngày mùng 3 tháng 8 đã có một cuộc săn tìm kho báu thứ hai mang tên Những người hành hương hy vọng và một buổi tối gồm các bài hát và âm nhạc. Cuối cùng, vào chủ nhật ngày mùng 4 tháng 8, các bạn trẻ đã nhận được sứ mạng trở thành sứ giả của niềm hy vọng, nơi mọi người sống cuộc sống hàng ngày của mình chờ đợi những sự kiện tiếp theo hướng tới năm thánh 2025. Tín hữu Công giáo Nga chiếm chưa đến 1% tổng dân số và sống rải rác trên lãnh thổ rộng lớn. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 6 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ. Chào mừng quý vị đến với Chào Bạn Trẻ với số phát sóng radio Đời Sống ở Nhật Bản. Tôi là Diệu Linh sẽ đồng hành cùng quý vị trong số radio ngày hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, có lẽ là chúng ta đều nghĩ Nhật Bản là một nước phát triển hiện đại, là một nơi đáng sống. Vậy cuộc sống của một người con quê hương Việt Nam tại Nhật sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng chào đón chị Hồng Yến cùng những chia sẻ tâm sự bộc bành của chị nhé. Dạ em chào chị Yến, chào mừng chị đến với Chào Bạn Trẻ ạ. Và ngay bây giờ em xin mời chị Yến giới thiệu đôi nét về bản thân của mình ạ sẽ ở cùng các con ngày Trong suốt Hãy bước lên đường Sống yêu thương Chào Linh Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bạn Trẻ Mình là Katarina Hồng Yến Là người con của giáo phận Ban Mê Thuật Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản rất vui được làm khách mời của chương trình Podcast Radio. Chào bạn trẻ. Dạ vâng. Ờ, em được biết là chị đã đang sống và làm việc tại Nhật ạ. Thì không biết là chị sang bên đấy được bao nhiêu năm rồi ạ? À? à, chị sang tính thức cho tới thời điểm bây giờ thì được 6 năm rồi. Đây là đây là năm thứ sáu của chị ở Nhật. À. <laughs> Ôi như thế là một khoảng thời gian khá là khá là dài đúng không ạ? Ừm như vậy là chị chắc là chị cũng rất là quen thuộc với đời sống ở bên đấy rồi à, dạ chị yến ơi thì công việc của chị hiện tại ở bên nhật thì có ấn tượng gì ạ à? chị đang làm công việc gì thế ạ à? à hiện tại thì chị đang làm bên một công ty đây là công ty gia đình là công ty nhỏ chị làm bên bên mạng in ấn về in in ấn quảng cáo em dạ ừ là thời gian làm việc của mình là từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? À? à, thời gian làm việc của chị là từ thứ hai tới thứ sáu là vào 6, 8 buổi sáng 8 giờ 30 đến 18 giờ 30 tối. Dạ. Tên công việc của chị chắc là có bận rộn lắm không ạ? Tại vì em thấy bảo là ở bên Nhật Bản ấy làm việc khá là áp lực ấy. À, nói về việc áp lực thì có, có áp lực có áp lực tại vì khi mà mình khi mà thời mình đang đi học á là cái việc mình làm là mình làm bán thời gian còn bây giờ thì chị học xong rồi thì mình đi làm với cái tư cách là một nhân viên chính thức của trong một công ty nên là cái áp lực công việc với là cái trách nhiệm công việc là mình phải đặt lên hàng đầu nên là có áp lực nhiều Dạ vâng Mà em thấy là Nhật Bản thì nổi tiếng với cả nền văn hóa Làm việc chăm chỉ và tôn trọng hai cái tôn chỉ này được nhấn mạnh khá là nhiều ấy, chị thấy có đúng không chị? Ờ, cái việc làm việc chăm chỉ và tôn trọng thì Nhật Bản thì người ta đặt lên hàng đầu. Ờ, chị cũng có gặp nhiều cái lúc mà thử thách khi trong làm việc ở môi trường có nhiều thử thách lắm. Tại vì khi mà mình mình đã cái công việc của mình đã đảm nhận á, là mình phải tru toàn và làm đặt hết cái tâm huyết vào trong cái công việc này để làm ờ oh. à. vậy chị có, có gặp những thách thức nào trong quá trình chị làm việc và ở môi trường đó không ạ? trong công việc của chị thì trong những thách thức thì chị thấy họ đòi hỏi về tính trách nhiệm và cái nghiêm túc với cái sự trình độ của mình nên là cái trách nhiệm của mình là công việc của mình mình bên phía công ty đã giao cho mình cái trách, cái công việc đó thì mình phải mình phải hoàn thành cái công việc ấy không được nhờ ai hết tại vì uh, công của Nhật là dù dù mình không làm được người ta vẫn để cho mình làm em tới khi nào mà mình bí quá mình không có thể nào làm được người ta mới mới có thể mình người ta mới nhìn 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 mình người ta cần sự giúp đỡ hay không người ta mới lên tiếng họ cảm giác mình làm được thì họ vẫn để cho mình làm nên là cái đó là cái trách nhiệm của mình là mình phải cố gắng để làm cho xong cái nhiệm vụ của mình không phải làm để cho qua mà mình phải làm trên cái trách nhiệm vậy thì khi mà ban đầu chị mới bắt đầu đi làm ở bên nhật ấy chị có cảm thấy là khó khăn khi mà à, để làm quen với công việc đấy không? À, là cái đầu tiên giờ nói ở nước ngoài thì ai cái khó khăn đầu tiên thì về cách ngôn ngữ và văn hóa đối với chị thì văn hóa thì nó cũng không có chênh lệch gì khá nhiều với Việt Nam nhưng mà cái cái ngôn ngữ là cái cản trở lớn nhất của chị nhiều nhiều lúc là cái ngôn ngữ mà làm cho mình cảm giác mình mình bị rụt rè mình không dám tiếp cận, không dám uh, gặp gặp người ta mà mình không dám dám tới, không không dám tiến gần. Khi lúc đầu, khi thời gian đầu là mình bị ngại về ngôn ngữ. Với là một thời gian sau này thì mình cũng ổn lên tiếng, mình cũng ổn lên một chút nên là mình cái khó khăn đó mình cũng đã vượt qua. Nên là đến thời điểm bây giờ thì chị thấy là cái khó khăn mình cứ cố gắng vượt qua với mình hy vọng là đặt niềm tin vào vào bản thân và hy vọng vào tình yêu Chúa luôn đồng hành cùng mình ấy. Nên là chị cố gắng vượt qua những cái lúc cái gì mà bí bách quá thì xin Chúa soi sáng cho con. Lúc đầu thì chị đi giống như một cái môi trường nào đó chị không hiểu thì chị xin chị cũng hay xin Chúa là xin Chúa ấy soi sáng cho con. Giờ con không hiểu theo cái cách hiểu của con mà xin cho con hiểu theo cách hiểu của Chúa. Chị ừ. hay tưởng tượng là người ta à người ta nói cái này ai chắc là hiểu theo ý của Chúa muốn truyền truyền đạt cho mình Chị hiểu theo cách đó nhiều lúc chị không hiểu chị hiểu theo cách đó <laughs> vậy thì à, những cái trải qua những khó khăn những thử thách ấy thì chị đã nhận được những bài học gì những điều đặc biệt gì từ đó không ạ à, chị đã học được bài học là cố gắng và biết chấp nhận và tiếp cận được cái mới đó là điều được chị ừ, tâm đắc nhất Dạ vâng. Thì đấy là một chút những chia sẻ về công việc. Vậy thì còn đời sống hàng ngày của chị ở bên nhà thì như thế nào ạ? À, trong khi mà chị đi làm một ngày chọn một ngày như thế thì chị có nhiều thời gian dành cho mình không ạ? À, à, để cân bằng cuộc sống ở bên bên ngoài cũng như là trong nội tâm con người thì chị cũng có tham gia các cái hoạt động của người công giáo tham gia vào các giờ chia sẻ của nhân viên trong công ty nè. Rồi còn buổi tối thì chị còn có tham gia với nhóm đọc kinh online của cộng đoàn người công giáo tại Nhật Bản. Rồi lúc bình yên chị thấy chị thấy bình yên là trong tâm hồn mình luôn có Chúa và sự nâng đỡ của cộng đoàn. Là cộng đoàn là có người Việt luôn ạ. À? à cộng đoàn người Việt ở chị ở Sendai nên là cộng đoàn người Việt cũng khá là đông. Nên là tham gia với nhóm cũng có nhiều hoạt động Ồ, Vậy thì công ty của chị làm đồng nghiệp của chị ấy, thì có nhiều người Việt Nam không ạ công ty của chị thì người Việt Nam không có chị người nước ngoài chỉ có mình chị còn lại là toàn là người Nhật Bản nên là theo cái phong tục và theo cái cái nền nếp của người ta theo cái cách của làm của người ta nên là cũng theo cái sự tật tự kỹ càng với là cái kỷ luật cao lắm <laughs> mà Uh, em cũng có một người bạn ở bên Nhật ấy thì em thấy bạn ấy chia sẻ có một cái vấn đề hơi nhạy cảm một tí ý. là nếu như mà mình may mắn mình tìm được uh, một nơi làm việc tốt thì sẽ được uh, đại ngộ tốt ấy. Nhưng mà nếu như mình không may mình gặp một nơi làm việc uh, bất ổn hơn là thậm chí là họ có thể đánh đập mình ấy. Thì em không biết điều đấy có đúng không? À uh, ờ uh, cũng không phải là công ty nào cũng tốt mà cũng không phải là công ty nào cũng xấu cũng có nhiều trường hợp như em nói vậy cũng có nhiều trường hợp người ta người ta không tôn trọng người nước ngoài mình chỉ gặp nhiều trường hợp như vậy rồi với người ta bốc bốc lột sức lao động tại vì chị thấy chị để ý là người Việt Nam mình làm việc được tuy là người Việt Nam mình cũng có nhiều người tính nết này tính nết kia người cũng có người tốt người xấu nhưng mà người ta hay hay nắm lại một cái là vậy có một như con sâu làm đầu nồi canh ấy, em là một người một người làm một điều không tốt người ta nhìn vào người ta đánh giá người Việt Nam mình cái theo một cái cách tổng quát của người ta nhìn ở phía bên ngoài nên là cũng có nhiều công ty uh, cũng bóc lột sức lao động của, của của người của của nhân viên người nước ngoài mình đặc biệt là người Việt Nam cũng có nhiều công ty là họ không có quyền lợi cho nhân viên luôn họ um, chị gặp nhiều trường hợp cũng có cũng có nhiều bạn chia sẻ là cũng bị công ty quỵt lương rồi công ty uh, cho tăng ca mà không có lương rồi cũng bị về cái về cái cuộc sống ở trong ký uh, túc xá của các bạn cũng bị uh, chèn ép rồi phòng trọ rồi nhiều thứ linh ta linh tinh rồi tiền các tiền các chi phí tiền rồi bị trừ rồi nhiều nhiều khoản bị vô lý nữa cũng có nhiều bạn cũng có kiện không phải cũng làm đơn để nói về công ty cũng đưa lên bên người bảo bảo vệ cho cái quyền lợi người lao động ở nước ngoài cũng có bên họ quản lý người người xuất khẩu lao động rồi người lao động ở nước ngoài cũng có lấy lại quyền lợi cho các bạn cũng có ừ, nhưng mà về cá nhân chị thì chị đã bao giờ gặp ừ, những công ty nào như thế chưa chị uh, trải qua thực tế ạ Chị quay lại cái thời chị đang đi học nha. Cái thời chị đang đi học thì chị cũng có nói chung thì chị cũng may mắn, chị cũng gặp chị cũng đi làm việc bán thời gian hay là làm ở các công ty thì chị cũng may mắn là gặp được công ty tốt rồi gặp được giám đốc nhân viên, người các bạn làm cùng mình cũng cũng tự tế đàng hoàng. Nhưng chị có một lần chị làm ở trong ở, ở trong một cái quán kia là bán thời gian nói chung quán quán thì có ba người Việt mà người ta cũng phân sau này một thời gian sau thì có hai bạn kia nghĩ làm thì còn một mình chị người Việt mà người ta không thích người Việt người ta phân biệt cái rõ rõ ra bên ngoài luôn người ta coi mình giống như giống như là tàng hình vậy ấy. không cười nói với mình bằng cái người Nhật đấy người ta kiểu kiểu mà người ta ờ à, cái kiểu nhìn mình bị tổn thương lắm em cái lúc mà mình đặt trong cái trường cảnh mình coi mình bị phân biệt đối xử ấy cái thời đó chị làm là một mình chị người việt nam làm ở trong cái chỗ bán thời gian nói quá nó chị thấy chị bị bị giống như là bị cô lập ấy kiểu cô lập ừ trong một cái môi trường người nhật không mình đã lạ lậm rồi mà bị cô lập như thế xong trụ một thời gian chị cũng nghĩ ở đó rồi sau này thì trường hợp sau này thì chị gặp chị may mắn chị gặp ở công ty rồi gặp gặp giám đốc rồi gì cũng người ta dễ thương lắm yeah. ừ một trăm phần trăm chín mươi phần trăm là được người sợ được người giới thiệu đi được người giới thiệu rồi đưa vào công ty tự mình xin ở bên nhật mà tự xin thì cũng có mà ít hơi ít tại vì họ tin tưởng cái người giới thiệu hơn là tin tưởng cái người tới xin dạ vâng vậy thì một số người thì nói rằng là làm việc ở nhật bản có thể gây ra áp lực lớn đối với sức khỏe tinh thần chị có các biện pháp nào để duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân của mình ạ? À? Ừ. đối với ai với là tất cả đất nước nào hay ở công trong cái môi trường nào thì đối với chị thì chị luôn đề cao tới cái đời sống tinh thần tâm linh sống ở đâu cũng vậy quan trọng là ở mình phải cân bằng cái cuộc sống và cân bằng cái cái nhu cầu của mình như ở uh, cộng đoàn mà chị hay tham gia ở bên nhật ấy ừ thì ở đấy là uh, có các thánh lễ dành cho người việt luôn ạ thánh lễ người việt thì uh, cách một năm trước thì một năm chỉ có 4 thánh lễ tiếng việt còn từ năm nay trở đi thì có cha người việt về đặc trách ở đây nên là hàng tháng là sẽ có một thánh lễ tiếng việt còn lại thì bọn chị vẫn sinh hoạt với là nhóm người nhật với là chị cũng có chia sẻ chị cũng muốn chia sẻ là ở bên này là chị cũng uh, cũng có cũng có giúp lễ cho người nhật rồi cách đây được 2 tuần thì chị cũng được cha cha sở cha đào Trách Cha ban cho chức uh, chức vị là thừa tác viên cho mình Thánh Chúa Đạt Trách cho người Việt chị thấy cũng đó là uh, đó là cũng một là hồng ân đặc ân Chúa dành cho mình để cho mình cố gắng hơn trong cái đời sống tâm linh cũng như là cách truyền giáo truyền đạo cho mình một cách cách nào đó ở một nước bạn với cả khi mà tham gia vào các hoạt động ở trong cộng đoàn ấy thì mình cũng sẽ chăm chỉ đến với Chúa hơn thì chị nhỏ à, chị thấy ấy, đến với Chúa chị chẳng thì thấy, thấy thiệt một tí nào hết trơn ấy. đấy <laughs> à, chị nói chị đi làm từ thứ hai tới thứ sáu nói chung mệt thì có mệt mà ngày chủ nhật dành trọn cho Chúa sao tự nhiên ngày thứ hai mình đi làm lại thấy sức khỏe nó dồi dào lên nhiều luôn thấy tinh thần, tinh thần cái cái đầu tiên là chị thấy tinh thần nó sảng khoái lắm. Vậy thì đến cuối radio rồi thì chị có thể chia sẻ cho các bạn trẻ ở Việt Nam và các bạn trẻ Việt Nam đang sống tại Nhật ấy một cái điều gì mà chị tâm huyết hoặc là thông điệp mà chị muốn gửi gắm tới các bạn không ạ? À mình cũng muốn gửi tới cho tất cả các bạn là Chúng ta là nguồn lực của thế giới, là mầm sống của giáo hội. Hãy sống trọn giây phút hiện tại và tỏa sáng như những ngôi sao là của chính các bạn đấy. Và chúc cho các bạn luôn tràn đầy tình yêu trong tâm hồn, trong nội lực và trong niềm tin của cuộc sống. Chúc tất cả các bạn dù ở đâu, dù ở Việt Nam hay là các bạn đang ở nước ngoài, luôn đặt niềm tin vào tình yêu Chúa và đặt niềm hy vọng vào Ngài cảm ơn tất bạn <laughs> dạ vâng em cảm ơn chị chào bạn trẻ nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn các bạn thân mến hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục chào bạn trẻ bằng cách đón nghe lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chào bạn trẻ a gmail com hoặc bình luận ngay bên dưới hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo chào, chào bạn trẻ Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Christus,